Xin chào tất cả các bác. Vậy là đã gần 2 ngày em chưa lên một video nào cả các bác. Thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác trong thời gian qua đã ủng hộ em. Và cái đợt tháng cuối năm này em nó nghĩa là em không thể kiểm soát được hết các bác. Đông khách quá nên là dẫn đến là em không thể lên video được đó các bác. Thì bắt đầu từ tối hôm nay thì em bắt đầu thu xếp được hàng hóa cũng như là thời gian. Đó các bác, bây giờ anh em vẫn đang gói hàng để gửi các bác toàn quốc các anh em nhé. Các bác có thể thấy đây là hàng hóa bóc ra còn không kịp mà không kịp vệ sinh đấy các bác. Không kịp để mà quét dọn nhà cửa thì nói chung là các bác đến nhà em rồi thì biết thì có ba anh em làm hết số luôn, không còn gì để nói nữa nên là mong các bác những bác nào mà gọi điện mà em chưa trả lời được ấy thì mong các bác hãy thông cảm giúp em. Và từ bây giờ em sẽ trả lời tin nhắn các bác. Còn các bác gọi điện cho em, nếu em cầm điện thoại thì em alo, không cầm điện thoại thì các bác thông cảm giúp em ạ. Bởi vì là bọn em cũng hết công suất rồi các bác, thông cảm giúp em. Nhưng các bác yên tâm, tất cả cuộc gọi cũng như là tin nhắn bọn em đều phản hồi hết các bác. Các bác gọi không được, bọn em lúc sau bọn em sẽ gọi lại hoặc là bọn em sẽ trả lời tin nhắn lại các bác. Và các bác đừng quên, vàng nách bên em lại về một đợt này, về đợt cuối cùng các bác nhé. Các bác nhanh tay lấy những chiếc vàng nách Plus bên em. FX9 Plus và FX8 Plus, bọn em về cả hai mẫu FX9, FX8 các bác chơi luôn. Riêng mẫu FX8 hiện nay khẳng định các bác luôn là không có ở đâu có nữa ngoài nhà em. Hết sạch rồi các bác ạ. Bọn em nói chung là không còn ở đâu có FX8 nữa. Mà cái mẫu FX8 đó thì theo em đánh giá thì nói chung là em vẫn thích FX8 hơn FX9 các bác nhé. Đó theo em đánh giá, nhưng mà nhà em vẫn bán cả hai đó các bác. FX8 và FX9 bằng giá nhau 1.700.000 đồng đó. Nhưng mà theo em thì cái thằng FX8 này các bác, cái thằng FX8 này đây các bác ơi, nói chung là về hàng lần này là các bác đủ, các bác chơi thoải mái rồi. Về rất nhiều vàng, các bác hãy nhanh tay đặt hàng. Từ sáng giờ cũng gần 100 con vàng gửi đi rồi các bác. Cái thằng FX8 ấy thì các bác lưu ý giúp em là nó có cái đèn, 4 cái đèn nháy này, nó này này. Còn thằng FX9 thì nó là màn hình LCD đó các bác. Mọi chip các thứ giống hệt nhau, nhưng mà em, cá nhân em các bác nhá, em lại thích cái thằng FX8 bởi nó có những cái đèn tia nhảy nhảy rất là vui mắt. Và thằng FX9 nó khác một chút là mặt nó ngà ngà vàng. Nó thằng FX8 thì nó là trắng đó các bác. Thì cả hai con đều giá bằng tiền nhau, các bác nhanh tay đặt những con vàng cuối cùng của năm 2020 đấy các bác. Nên là đây những con vàng cuối cùng rồi. Các bác mua nhanh về để mà phục vụ cái cho cái Tết nghêu ngào với gia đình. Và các bác đừng quên về một đôi loa Pioneer Bass 30 rất gấu các bác nhá. Đôi Pioneer này là Pioneer Mỹ. Đó các bác. 9000, đó CSG 9000. Các bác có thể đánh luôn vào con Technic A700 này và một con vàng nữa các bác, vừa nghe vừa hát, nhấn mạnh các bác tiếng bass đánh cực êm tai và sâu. Con Technic SU-A700 này nó khai thác những cái dòng loa Mỹ và loa châu Âu và loa cây rất tuyệt vời luôn. Nó đánh bằng nguồn cốt các bác nhé. Chất âm cực kỳ trong trẻo luôn. Bắt đầu đã nghe qua tiếng con này thì khẳng định các bác luôn sẽ cảm thấy yêu luôn các bác. Không thể yêu hơn được. Technic A700 này và loa này em để các bác, loa là 10 triệu. Technic là 3 triệu 2. Đó. Thì em các bác lấy cả bộ này các bác nhé. Lấy cả bộ này nhá. Em sẽ lấy giá đẹp các bác luôn là 10 cộng với 3. Đó, và cộng với vàng nữa, nó là 13 triệu, và con vàng nữa là 1 triệu 7 nữa, là lấy các bác 14 triệu 500, đấy các bác, giá tốt các bác nào nhanh tay lấy cái bộ này các bác nhé, không thì tí nữa em sẽ quay lên video cho các bác nghe thử, đánh cực kỳ hay luôn các bác. Những con Technic SU-A700 này, nó dòng nguồn cốt, nó oánh loa Mỹ rất là hay các bác, và một đôi loa Diatone DS32B, ngon bổ rẻ các bác nhé. Và đôi loa này để các bác giá 4 triệu đồng. Đó, ngon bổ rẻ, gân vải tầm dầu bát 25, hát karaoke được luôn. Đây là một trong những đôi loa rất rẻ mà đánh uy lực các bác, 3 đường tiếng. Rất là nặng của Diatone. Nói chung là loa đẹp các bác nhé. Thùng vách đẹp. Đôi này nó nặng hơn 20 cân, 21 cân một thùng. Đó các bác, bát 25. Đánh cực dã man luôn. Đây là cái lỗ thông hơi phía trước của nó. Đánh, các bác lưu ý giúp em đánh vào những dòng Pioneer 7900 trở lên các bác nhé. Những dòng 62 bit. Hoặc là những dòng âm đi karaoke, Jaguar đánh cũng được các bác, lưu ý giúp em. Đôi loa rất ngon, bổ rẻ, 4 triệu đồng các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn. Đó, loa đối xứng G và L các bác. Ngoài ra thì bọn em vẫn còn loa bốt để các bác chơi. Những dòng loa bốt 301 các bác, 301C2 monitor, các bác lưu ý giúp em là những dòng loa bốt này bọn em về hầu như là gần zin hết các bác nhé.
hầu như là gân zin hết các bác, đừng giúp em, gân zin đét luôn. Và đôi loa Bose này vẫn là giá 7 triệu các bác nhá, 7 triệu loa Bose 301 series 2 monitor. Nói chung là loa đẹp các bác ạ. Và ngoài ra bọn em về Pioneer các bác, CS-A7 đó, Pioneer CS-A7 rất đẹp các bác. Rất nhiều loa Diatone, Onkyo 77EX các bác nhá, 200W một thùng. Đó, hàng khủng long, lỗ thông ở phía sau. Con loa này thì giá mười mấy đồng em chưa rõ được nữa. Mười mấy đồng đôi loa này các bác. HS-335, đó, bát 30, karaoke rất hay. Toàn là loa hay luôn các bác. Technic 2390, đó các bác, 2390. Và Onkyo rất đẹp, 55X. Loa bằng carbon rất đẹp các bác nhá. Bát này bát 25 các bác, rất là đẹp luôn, đó, rất đẹp. Và một đôi bát 20 của thằng này nó là gì đây, Onkyo các bác nhá, cũng rất đẹp luôn, đó các bác. Đôi loa này nó bookshelf, bát 20. Nói chung là tối nay em sẽ lên sóng đây các bác, lên sóng khá nhiều loa các bác đấy ạ. Các bác hãy đợi. Khả năng cao là em chỉ lên sóng một số cấu hình mà em báo giá thôi các bác. Chứ bây giờ bọn em không có thời gian để lên sóng các cấu hình nữa, mong các bác thông cảm. Và các bác lưu giúp em vàng neck về các bác nhá. Vàng neck của em, vàng neck này của bọn em về là 1.700.000. 1.700.000 vàng neck FX8 và FX9 Plus. Cả hai sản phẩm này các bác lưu giúp em là đều giá như nhau và chất lượng âm thanh thì theo cảm quan của em thì em thấy đánh giá nó tương tự nhau, nhưng em thích FX8 hơn. Đó, rồi các bác. Xin chào các bác ạ. Các bác hãy nhanh tay đặt hàng, sắp hết vàng rồi.